Dạ em xin chào các bác ạ. Nay em lên sóng thêm 10 bộ phân tầng nữa. Đây là những bộ phân tầng tháo trung thùng loa ra, xài cho loa bass 30 và loa bass 40. Trước tiên em sẽ đi đến một bộ phân tầng. Đây là những dòng loa, những dòng phân tầng của JBL ha. JBL em có đánh số này, đã, bên kia họ có đánh số cho em trước rồi. JBL R712C, đây là dòng mã của phân tầng của nó ha. Đấy, mã phân tầng của JBL đây. Đó. Đây nó cũng có một cái tem này R712C, sử dụng cho bass 40 hoặc là xài cho loa bass 30 cũng đều được luôn. Đã tụ trợ sứ, tụ trợ đen và những cái cuộn đồng này, tụ trợ vàng. Và nó có đường dây vô. Đây dây vô đây, dây vô là một đường này ha. Còn bên đây là hai dây ra. Đây là dây ra loa chép và đây là dây ra loa bass này. Bass này mình sử dụng cho loa bass 30 hoặc là 40, nó có ghi này. Đó, bass này, bass ụt này là đường ra bass ha. Đó, bass đây, còn chép đây. Đó. Em khoảng về được 3 bộ phân tầng JBL này. Đây, bộ này cũng như nhau và nó có cả dây, dây nó hầu như là dây bên kia nó ngắn quá em cắt bỏ hết rồi, em mới hàn cái dây này vô. Nó dây này vô mà các bác về có thể nối thêm dây, nếu ví dụ như nó có ngắn hơn thì mình có thể nối thêm dây vô ha. Đây là dây loa bass, loa chép này. Và dây đường vô, đường nhạc. Đây là phân tầng của JBL mã là R712C. Dạ, mã số là 47, giá là 1 triệu đồng một bộ ha. Đó, 1 triệu đồng một bộ, có nghĩa là một bộ là hai cái như thế này đây. Như tay em đang cầm này là hai cái này, mình có thể sử dụng cho một đôi loa hoặc là một đôi thùng đấy. Đây em về được 3 bộ. Đều như nhau và đều đẹp cũng như là nhân xịn như nhau hết. Đã sử dụng cho loa bass 30 hoặc là loa bass 40 ha. Đã, đều xài được hết. Mã R712C. Đã, phần tầng này còn khá là mới, khá là đẹp và nó zin xịn ha, chưa sửa chữa gì đâu ạ. Đã, giá là 1 triệu đồng một bộ, em đang có 3 bộ. Đây phần tầng này karaoke là hay tuyệt vời luôn. Bass đánh rất là chắc nịch nè. Bên đây là một bộ phân tầng hàng bãi xịn của Trung Quốc. Con này toàn là tiếng Trung Quốc thôi nè, hàng nội địa hay chứ không phải hàng Việt Nam hay hàng Trung Quốc dởm đâu. Con này là 300.000 mã 54 nè. Đó hàng xin nội địa đấy quý vị. Hay toàn tiếng Trung Quốc thôi. Con này giống như là ba quay hay là hoặc là hai loa bass và một loa chép này, nó toàn tiếng Trung Quốc em không có hiểu được ha. Đó, một đường vô và ba đường ra. Nó về các bác có thể câu dây vô ha. Bởi đây nó mất dây rồi. Em bán 300.000 một bộ này. Đó, cuộn đồng nó cũng tương đối là khá to này. Cuộn đồng khá to ha, ba cuộn luôn, nặng chịch à. Cầm nó đầm, rất là đầm tay, rất là nặng. Đó, toàn là tiếng Trung Quốc, hàng này hàng nội địa xịn của Trung Quốc đấy, chứ không phải là hàng đều ha. Đó, nội địa đấy, nên nó in cả chữ tiếng Trung Quốc lên luôn. Rồi 300.000 ha, mã số là mã số 54 này, giá là 300.000. Bên đây một bộ phân tầng tiếp. Bộ phân tầng này giống như là của loa B3 đấy, nó dành cho loa bass 30. Nó có hai con phét này đây, đó, hai con phét trong cái khung tản nhiệt này này. Giống như nó làm cho cái nó có chức năng gì đó nên mới sử dụng hai con phép này, em cũng chưa tìm hiểu kỹ ha. Em một cộng đồng đây và một cộng đồng hình tròn ở đây nữa, những cái tụ trợ sứ đen, trợ sứ trắng này. Đây, bộ này dành cho loa full ha, bass 30 40 đều xài được hết luôn. Đó, đây là đường vô này, đường vô ở đây, còn hai đường ra loa bass và loa chép đường dây này. Đây những bộ này em cũng vừa hàn dây lại, hai dây của nó cố ký với lại nó ngắn quá em cắt bỏ hết rồi. Đó, bộ này giá 500 ha, mã số là 51 này. Giá 500.000. Bộ này nghe hay luôn, bao hay luôn. Cầm này cũng tương đối là khá nặng trên bộ này ha. Bên đây là bộ này của Mỹ này. Đó, USAE. USAE giá là 700.000. Con này khá là nhiều linh kiện. Đấy, trước đây cũng vậy. Đấy, khá là nhiều linh kiện ha. Cũng là loa bass 40 hoặc là loa bass 30. Đây là đường vô. Còn đây là đường ra loa bass và đây dây loa chép này, đó, hai dây đó. Còn khá là mới, khá là đẹp. Đó, một cái phần tầng nó có in USA và EI, còn bên đây không in ha, giống như nó tùy theo đời, đời in đời không, còn lại là hai cái giống nhau về từ linh kiện cho tới những cái bộ phân tầng, những cái mặt vỉ của nó luôn đều là giống nhau hết. Rồi, linh kiện của nó này hai cái y chang nhau, không khác gì cả. Đấy, giá là 700.000 ha, mã số là 52 đây, giá là 700.000 USA EI này, còn cái kia nó không có in cái chữ này nhưng mà linh kiện giống nhau thứ một à. Đó, 700.000 ha. Bên đây một bộ nữa này, bộ này là bộ phân tầng highway cũng là hàng xịn nội địa của Trung Quốc, 8 ôm, toàn là chiếc Trung Quốc không này, cổ đồng nó to hết hồn luôn và nó rất là nặng ha, quý vị xem trong video này rất là to, rất là nặng. Đó, rất là nhiều tụ trợ. Đó, mà số con này là đánh cho loa bass 30 và một loa chép sở cho highway. Đây, mà số là 50 ha, giá là 300.000. Con này cũng tương đối là khá to,
và cũng khá là nặng, cầm lên rất là nặng tay. Rồi giá là 300.000 ha. Đây là xài cho hai loa, một loa chép và một loa bass 30, hoặc là xài cho loa bass 25 cũng được luôn. Đây có cả dây ra, đây là dây đường nhạc vô này. Còn hai dây còn lại là dây loa bass và dây loa chép ha. Về mình thử dây nào đánh mạnh đó, là dây loa bass đấy. Cái bộ này là giá là 300.000. Mã số là 50 ha, giá 300.000. Ở trong đây em có về được thêm hai bộ dây nữa. Bộ dây này về chung với lại lô phân tầng. Đây là dòng dây AV hàng của Nhật. Đó, cổng của nó rất là to và rất là dày, to như con bò luôn. Đây với cái đầu của dây được mạ vàng đồng, nhìn rất là chắc chắn và cứng cáp ha, nó không bị lỏng lẻo như là dây Việt Nam hay hàng của Trung Quốc. Đó, con này hàng xịn ha, xịn của Nhật, dây rất là to, to như con là con bò vậy. Dây được mạ vàng đồng, em đang có hai bộ, đó hai bộ là bốn bó. Đó, dây tay em đang cầm là hai bó này, hai bó là 300.000 ha, bốn bó là 600.000. Tay đang cầm là 300.000, hai bó như thế này đây. Đó, một bó là một sợi đấy, một bó chỉ có một sợi thôi. Rồi 300.000 hai bó ha. Này, 300.000 như tem đang cầm là hai bó này. Em đang có hai bó, bốn bó. Đây một vị nữa, vị này 48, mã số là 48, giá 500.000. Xài cho lo bát 40 hoặc là lo bát 30 và một chất kèm. Đây, có cả đường dây ra. Còn đây là đường dây vô này. Đó, một cặp của nó đây. Cặp của nó đây ha. Đầy đủ ra dây hết. Cái bộ này giá 500.000, xài cho lo bát 40 hoặc là lo bát 30 ha. Mã là 48 này, giá 500.000 bộ này. Ở đây cũng là một bộ tiếp, bộ này là xài cho xài cầu loa bi quay, có nghĩa là nó có hai đường này. Đó, một đường đánh bát và một đường đánh chép, bi quay xài riêng. Còn mã số là 55, giá là 500.000. Còn cái vị linh kiện của nó đây, đây hai bộ. Đó, hai bộ của nó này. Cũng khá là nhiều đồ và cũng như là cụ đồng của nó cũng tương đối là to. To đùng nữa nè, cổ đồng nó rất là to ha. Đó, giá là 500.000. Xài cho lo bát 30, một bát một chép và một lo mít ha. Đây là phân tầng bao quay. Và cái phân tầng này ở đây, những cái vị này nó được bắt cho thùng. Còn cái vị chạm loa này nó bắt riêng nha, chứ không có bắt chung vô như thế này được. Đây cái này là không phải ha. Đó, nó bắt riêng ra. Một bên là bắt vô chạm thùng, còn một bên là bắt vô loa. Đó, 500.000 vị này ha. Đây, còn cả đầy đủ dây luôn nè, dây ra lo bát, dây ra lo chép và dây ra lo mít luôn. Đó, giá là 500.000, mã số là mã số 55. À, em có ghi trên chạm loa này, mã số 55 ha, đến từ cầu bi quay. Rồi, bên đây một bộ nữa. Bộ này nhìn linh kiện cũng khá là xịn sò. Đó, cũng là lo bát 30 hoặc là lo bát 40 đều xài được hết. Mã số là 46 này. Giá là 600.000 ha. Con này khá là xịn và khá là mới, anh em xem này. Tủ màu xanh luôn đấy, tủ màu xanh là tủ cao cấp rồi. Cuộn đồng màu vàng. Đây trong đây còn một cột đồng nữa này. Đó, xài được 4 con tụ màu xanh ha. Bộ này linh kiện cao cấp. Đó, nó cao cấp hơn ở tụ màu đen một tí. Tụ màu xanh nó sẽ cao cấp hơn ha. À, mã số 46 giá là 600.000. Đây một bộ nó đây. À, cấu hình là xài cho hai quay, một loa bass và một loa chép. Chép mình có thể xài cho 450 hoặc là 750. Còn loa bass mình có thể xài cho loa bass 30 hoặc là loa bass 40 ha. Đây một bộ nó đây. À, nhìn cũng khá là mới. À, còn mới ha. Rồi, giá là 600.000, mã số là 46 này. Bên đây cũng là một bộ tiếp, bộ này cũng xài cho lo bắt 30 và 40. Giá là 500.000. 500.000 ha. Đó, vị của nó cũng rất là to, bằng bàn tay em luôn này. Tương đối là khá to. Mã số là 35, số nữa quý vị, 53, giá là 500.000 luôn. Đây cuộn đồng này, tương đối là khá nhiều. Rất là nhiều đồng ha. Hàng xịn của Trung Quốc tháo thùng ra. Rồi mã số đây là 53, giá là 500.000 bộ này ha. À, to đùng luôn. Hai bộ này 600 và bộ 500 sát bên nhau này. Thì nhìn cái bộ 600 nó sẽ sắc sảo hơn và nó sẽ sắc nét hơn một tí so với lại bộ 500 ha. Nó tùy theo quý vị xài túi tiền thôi. Túi tiền mình vừa cái bộ nào thì mình xài bộ đó. Bộ nào cũng hay cả. Em test hai bộ này đều như nhau, chỉ là một thứ một thôi, nó không khác gì nhau mấy. Và cuối cùng nữa là một bộ này. Bộ này em xem em đếm coi, một chép, hai chép, ba chép, bốn chép. Đây xài cho bốn loa chép, xài cho hai loa chép này và đây là dây hai loa mít đó, và một dây loa bát. Bát này bát 30 ha. Mít này mình có thể xài cho loa mít 12, hai loa mít 12 và hai loa chép giấy đường kính là 10 cm. Đó, hai loa mít 12 thôi. Này, đây dây màu vàng là hai loa mít này, dây màu xanh đen là dây loa bát này,
và dây đỏ đen là dây loa chép ha, xài cho hai chép 2 mít và 1 bát. Đây một bộ của nó đây. Nào. Bộ này tương đối là khá là nhìn cũng chi chít linh kiện đấy. Tủ trợ sứ rất là nhiều. Là bộ này giá 500 ngàn ha. Tay mã số là 49 này, giá 500 ngàn. Đường trên này là một đường dây vô. Dây vô của nó là đường này. Bên đây cũng vậy. Bên đây cũng là đường dây vô này. Nó bị cắt rồi. Xài cho hai chép 2 mít và 1 bát quý vị ha. Em xin nhắc lại là nữa đấy. Đó, mình bác nào có nhu cầu có thể mua về xài. Bây giờ này em bị sức là một dây rồi, em sẽ nối đâu vô sau. Rồi giá là 500 ngàn ha. Mã số là mã số 49 này, giá 500 ngàn. Đó, hai loa bé, hai loa chép, hai loa mít và một loa bát ha. Bát 30 hoặc là bát 25 đều được hết. Đó, em vừa đăng lên một số phân tầng cũng như là trục bộ với lại những bộ dây AV Nhật này. À, các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc và đây cũng là số Zalo này. Các bác cần gì lên Zalo nhắn tin ha, cũng như là gửi hình chi tiết của những cái sản phẩm này này để em sẽ chốt đơn trên Zalo cũng được. Và em xin cảm ơn. Xin kính chào tạm biệt ạ.